3D là một thành tựu tiên tiến nhất của công nghệ phần mềm và máy tính, mang lại những ứng to lớn trong trình diễn các dự án kiến trúc và bất động sản. Từ những phối cảnh đơn giản đến những bộ phim phức tạp, hiệu ứng 3D đã diễn tả thành công những ý tưởng kiến trúc một cách sinh động và cụ thể nhất, mang lại những cảm nhận ấn tượng về công trình khi gắn với cuộc sống thực tế. Nhờ vào sự phát triển của phần mềm và tốc độ xử lý của máy tính, trong những năm gần đây, bất cứ dự án nào cũng có thể sử dụng công nghệ tiên tiến này với mức giá phù hợp. Đồ họa 3D cung cấp các lợi thế rõ ràng so với các hình thức diễn họa khác, và cho người xem những góc nhìn và các thời điểm khác nhau về ánh sáng của dự án trong tương lai. Đơn vị tư vấn có thể giảm chi phí đấu thầu bằng việc các nhà thầu nghiên cứu kỹ và hiểu dự án tốt hơn, tăng thêm độ chính xác về đơn giá thầu. Các kiến trúc sư có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách xác định lỗi trong thiết kế qua diễn họa 3D hơn là các bản vẽ 2D đơn giản. Các nhà đầu tư có thể tăng cơ hội giành lấy sự chấp thuận của chính phủ và giúp người mua nhà hiểu thêm về dự án. Cuối cùng, chúng ta có thể cho mọi người thấy dự án thật hấp dẫn với những chi tiết sang trọng và nghệ thuật trong những diễn họa 3D chi tiết. Bạn cần phối cảnh tổng thể. Chúng ta có thể đưa dự án của bạn vào đúng vị trí ở các ảnh chụp trên không, cho dự án của bạn một cái nhìn hoàn toàn mới. Cần đồ nội thất cho nội thất của bạn. Bạn chỉ cần cung cấp hình ảnh và nơi muốn đặt, chúng tôi sẽ làm phần còn lại. Cần các mức độ chi tiết cao, các mô hình của chúng tôi được dựng một cách tỉ mỉ với tất cả những chi tiết được quy định trong một bản vẽ kiến trúc hoặc hình ảnh mẫu. Không có gì không làm được. Với khả năng 3D của VN Imagination, chúng ta có thể có những hình ảnh phối cảnh của dự án. Phim 3D với các chất lượng khác nhau: DVD, HD, Full HD, Panorama, 360 độ. Stereoscopic. Từng chi tiết công trình được hoàn thiện đúng mong muốn, phục vụ theo nhu cầu của dự án. Tất cả được đặt đúng môi trường ánh sáng, vật liệu được mô phỏng theo thực tế. Chúng ta có thể thấy hình ảnh nội thất của công trình khi đang được chiếu sáng với bóng đèn 65W, hoặc hình ảnh ngoại thất dự án bên ngoài trông như thế nào vào những giờ cụ thể trong ngày. Nó giúp mọi người có thể xem các dự án thiết kế trong môi trường 3D hoàn chỉnh ngay từ giai đoạn tìm ý mà không cần phải tốn chi phí và thời gian cho xây dựng thực tế. Hình ảnh 3D và các mô hình có thể được sử dụng cho nghiên cứu, tính toán thiết kế. Nó tạo cơ hội cho chúng ta lựa chọn màu sắc, thay đổi kiểu dáng, kết cấu và các yếu tố khác của dự án. Chúng ta có thể thấy ý tưởng thiết kế của mình sẽ ra sao, lợi ích mà không bao giờ chúng ta có thể có được khi triển khai dự án trong thực tế. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng xây dựng các phương án trình chiếu từ màn hình máy tính, TV, máy chiếu, màn cảm ứng tới các phòng chiếu ảo, đảm bảo dự án của bạn luôn tạo ra ấn tượng tốt nhất với người xem. Cho dù thiết kế dự án là nhà ở, văn phòng, khu thương mại, nhà máy công nghiệp, dự án quy hoạch lớn hay nhỏ, 3D VN Immersion đều có thể cung cấp một cái nhìn hoàn hảo về dự án của chúng ta trong tương lai. Mỗi dự án sẽ được nhấn mạnh về ý tưởng, lợi thế cũng như sự khác biệt để người xem có thể hình dung tốt nhất như được nhìn thấy trong thế giới thực. Đảm bảo dự án của chúng ta luôn tạo ra ấn tượng với người xem. Mọi ứng dụng 3D được sản xuất chuyên nghiệp, sáng tạo và với niềm đam mê. VN Immersion sẽ luôn luôn làm hài lòng các đối tác với những sản phẩm chất lượng của mình.